phải luôn. Anh bảo là cái này tôi bắt đặt. Đi bố chưa? Ừ, em nhìn ánh mắt cô thần thì chị xem là giết sâu tí nào. Chúng anh ấy. Chồng ông này cầm đây. Chồng ông coi như là bắt hàng đấy. Nó bảo vệ em không? Đi bảo vệ tuần tra là gần Tết tư lên thôi, mấy tuần tra nó có trộm cắp gì nó gì không? Đấy đấy, nó mang phim siêu tốc có đâu nấu đâu pha đấy được cơ gì được rồi. Kia kia con lấy gì lấy đem nó đâu cái bảo để vào trong một tí bỏ ra tí nữa cả. Không tí nữa để lau khô, ớt lau khô. Để lấy cái giấy thôi. Đó, thế thì tí chưa cần phải lau khô đâu. Không. Tí nữa mình lau cũng được mà. Làm một tí để làm một tí lên làm. Nhấc hẳn lên xem. Nhưng mà phải lau đã chứ. Tí nữa đằng nào chở nhấc ra. Cái kia nó chỉ là cái vỏ thôi. Trong con ngoài quách bỏ cái này tí mình rửa rượu cái đồ rượu rượu trong xong rồi.
Vừa rồi anh còn mang về nữa. Không, tí tí đặt vào mình lại xin tiếp. Không, không xin vào xương đâu. Không, xin lên trên áo. Ờ, xin lên anh chăm sạc ạ. Tôi xịt tận hết cái chỗ đấy. Không được xịt chết làm gì. Không phải ra ăn chai. Không thích mà. Cái này của ông dùng chứ ông dùng. Lên đây đây. Đâm dưa kia đâu. Bên kia, bên kia. Mày nhớ nhá. Tao còn đang chờ cái ảnh cưới hả? Ừ. Bên bao giờ? Em cứ nhìn cái mặt em là mùi rồi không được. Cảm ơn. Quay cho gì? Gì nhìn nhá. Gì tâm hay gì khác nhá. Nhìn thế rồi. Vâng, mạng nó hơi chậm gì ạ. Thằng Tùng chồng Quân Trang với bạn Tường chồng Quân Trang nó sang nó quay cho ông đồ để gửi sang cho các gì cho tận Tường. Ừ, để chốc nữa là bắt đầu là cho bố lên rồi rửa từng cái xương một quay hết để cho các em xem nhá. Hôm qua này hôm qua lại bảo là coi như là các chị có khi là giấu xương đi thiếu xương của bố rồi chết nhớ chưa. Ở đây là chúng tao là bốn đứa được hưởng rồi cười ấy đi thì ấy gửi cho món gì một cái đĩa sang đây. À thế à? Tối mai là gì được xem rồi, cháu up lên mạng là tối mai gì được xem rồi. Đấy nghe chưa? Nhưng mà gì đâu biết lấy kiểu gì. Đấy. Cháu gửi vào Facebook có gì ấn một phát vào đấy, cái đấy là nó xong. Nó gửi vào Facebook vứt bẹc gì đấy. Gì ấn vào cái link ấy, cái đường link ấy. Vậy thì ngày mai như hình như cô. Ừ. Ừ. Vâng. Ừ. 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 Đấy. Ừ. Đấy. Ông chỉ biết mặt là yêu cái thằng đấy thôi. Nhận ra ai không? Có nhận ra ai không? Có, nhận được luôn. Ai? Ai nữa? Ờ. Học được nữa. À, đúng rồi. Về từ hôm qua rồi. Về từ hôm qua rồi. À, thế à? Được không? Ừ, từ. Cháu không công tèo đó mà. Đúng rồi. Qua về cũng cơm từ ngày hôm qua cho cụ rồi. Tốt rồi. Coi là sạch sẽ rồi. Thôi thì đến sang năm về. Chuyển được về chỗ làm gần chưa? Chuyển về chỗ gần làm nó đã nhận chưa? Có làm gần nhà đấy. Bố đã xin việc chưa? Cháu đâu rồi? Đấy, nó mệt, nó đi làm hồi sáng sớm, nó mệt, nó đi ngủ, còn hai đứa nhỏ cái gì nó đang chơi. Xem có gì dần dần xin cho mấy đứa, hai đứa nó về đấy cả đi. Mình nhà theo mình mà Pedro còn chiếc xe thì xe Maria là con đấy. Ngày đây con dâng Chúa những hy sinh, Chúa
nhân đời thương cơ tội tình cứu mọi người xa chốn ngục. Chưa tí nhỉ? À, thay thay pin đi, hết pin đi. Khó khói lắm. Nè 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 anh. Đang rửa xương cho bố đi ạ.
Máy của cháu màn hình bị dơ rồi. Dì quay lại nhá. Dì quay lại nhá. Đúng rồi. Để nhìn chưa? Nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy không? Hả? Bố béo em ạ. À. Giờ nó không tin mỡ. Đây. Nó cháu có... Đây. Nhìn thấy chưa? Hả? Hả? Đơ rồi. Đơ hả? Đơ rồi. Chờ gì ấy. Gọi lại nhá. Ừ. Rửa đi rửa lại nhiều lần. Những người này người ta làm người ta biết mà đâu là phải đâu là trái, tự người ta xếp được mà, người ta nhìn cái kiểu mà người ta biết. Em không lo, người ta đã là thợ chuyên nghiệp bao nhiêu.
nóng á. Thank you.
Tùng ơi, dựng ra đèn cứ chú che mất đây, dựng gần đây, ốp thôi. Từ từ để người ta đưa vào đó mà. Không, cứ từ từ người ta đưa vào đây mình với nhau để người ta biết được bác cái nào vào đã. Dạ. Wow. Con ngủ đi.